クリスマスになるとこういうのがチカチカいっぱいつきます。最後Vi の事務所、日本橋ここ入ったところ。ああ、そう。うん。あ、cái phòng của Vi á。明日行こうか。うん。cái công ty mình đổi tên thành Vi á, là có một cái văn phòng thuê á. Giống như là sao ta? Là có một cái văn phòng nhỏ cô thuê, nhưng mà khi khách hàng tới á, tại vì công ty hiện tại sáng anh công ty anh ở là ở Veveri. Còn công ty Vi á, là ví dụ khách hàng tới mình tới khách hàng tới mình gặp khách hàng trò chuyện bàn bạc gì đó, là mình sẽ đưa lên cái văn phòng của Vi. Để văn phòng Vi đó thuê đây nè. Thuê ở khu này nè. オリンピックのマラソンのここずっとこう走って浅草行って行く予定だったの中ね、北海道になっちゃった、暑いからって。ここ来られた寝言ここがスタートになったって聞いたの。高いですよ。高級なお店しかない。全部ブランド。